Thời gian gần đây, họ Ngọc Hân mới cho ra mắt bộ sưu tập áo dài cưới với tên gọi Ngày Hạnh Phúc. Đây cũng là bộ sưu tập áo dài đầu tiên dành cho cô dâu và các bậc phụ huynh với gần 30 mẫu. Ở Ngày Hạnh Phúc, người đẹp chủ yếu lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống và các nước trên thế giới. Bên cạnh những phong dáng áo dài truyền thống, Ngọc Hân tô điểm thêm những họa tiết thêu tay hoặc đính đá trên phần ngực áo. Đặc biệt, bộ sưu tập áo dài này lấy gam màu chủ yếu là những tông màu nữ tính như trắng, đỏ, hồng nhạt nhằm tôn lên nét dịu dàng của người phụ nữ. Ngọc Hân sinh năm 1989, cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Từ nhỏ, cô đã có niềm đam mê đặc biệt với thời trang. Biết vẽ từ năm 2 tuổi và biết may vá từ năm lớp 2. Lên lớp 5, cô đã kinh doanh búp bê tự làm. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2013, cô bắt đầu công việc thiết kế thời trang. Khoảng 3 năm gần đây, người đẹp dành nhiều tâm huyết cho việc thiết kế áo dài. Cô thường cho ra mắt những bộ sưu tập áo dài gắn liền với văn hóa của các nước trên thế giới, đồng thời mang sản phẩm đi biểu diễn ở nhiều chương trình giao lưu quốc tế. Rất cảm ơn Hoàng Ngọc Hân đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Dù đã tiễn những người bạn của mình như là Hậu Tú Anh hay là Hoàng Anh lên xe hoa, tuy nhiên thì Ngọc Hân thì vẫn chưa có ý định về nhà chồng. Vậy thì tại sao vậy ạ? Hân nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian 1 năm, 2 năm hay 3 năm nữa mình mới lên xe hoa thì cũng không biết nữa. Thế nhưng mà bắt đầu từ bây giờ thì có lẽ là nó cũng vừa đẹp rồi. Bởi vì là mình càng làm nhiều đúng không ạ? Thì mình càng rút dần được nhiều những cái kinh nghiệm, càng có nhiều hơn những cái trải nghiệm trong cái việc là thiết kế một cái tà áo dài cưới làm thế nào để cho đẹp nhất, lung linh nhất, rạng rỡ nhất. Và đến lúc mà mình làm một cái áo dài cưới cho chính bản thân mình thì có lẽ lúc đấy mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Hân nghĩ rằng là một nhà thiết kế thì vốn sẵn họ đã khó tính rồi. Bởi vì là để cho ra đời một cái sản phẩm thì họ phải rất là cân nhắc trước cái việc là thêm cái này bớt chỗ kia. Và trong cái công việc nó là như vậy thì với cái chuyện riêng tư thì nó cũng như thế thôi. Nó vừa có một chút gì đấy khó tính, nó vừa có một chút gì đấy hơi e dè. Bởi vì là xung quanh bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy quá nhiều những cái cảnh gia đình, nhìn thấy quá nhiều những cái trường hợp mà có thể nói là nó không được may mắn, không được hạnh phúc trong cái việc mà kết hôn hay lập gia đình. Nên mình cũng có một cái chút gì đấy chậm và một chút gì đấy hơi sợ. Thế cho nên là thật sự là rất là muốn được cẩn thận trong cái việc mà lựa chọn một cái người bạn đời cho mình. Cách đây không lâu thì trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video của ca sĩ Uyên Linh chia sẻ về quan điểm lấy chồng. Theo Uyên Linh thì chúng ta nên lập gia đình từ độ tuổi từ 29 tuổi trở lên. Vậy thì chị nghĩ gì về điều này ạ? Thực sự là Hân cũng đã xem cái clip đấy của Uyên Linh và chính bản thân Hân cũng share lên Facebook cá nhân của mình. Bởi vì là Hân xem cái clip đấy, nghe clip đấy, mình cảm thấy giống như là Uyên Linh đang nói hộ cái tiếng lòng của mình luôn. Vì cái quan điểm của Hân nó giống hệt như là chị Uyên Linh, từng câu từng chữ một. Mình cảm thấy rằng là nếu mà Hân với Uyên Linh mà có cơ hội được ngồi nói chuyện với nhau về cái chuyện đấy thì có lẽ là sẽ không có một cái điểm gì khác biệt cả. Và Hân này chị nói rất là đúng cái việc là cái tuổi lập gia đình nên nó là từ 29 trở lên. Bởi vì lúc đấy một cô gái sẽ nói là tương đối là có cái sự trải nghiệm, có cái sự chín chắn và hiểu chuyện, hiểu bản thân mình. Có một cái đoạn chị nói rằng là mới chỉ khoảng 18, đôi mươi, 22, 23, có lẽ là bản thân mình còn chưa hiểu được thì lấy đâu ra mà có thể thấu hiểu, thông cảm và đồng cảm với người khác. Nam hay nữ thì cũng vậy thôi. Cho nên là cái nguy cơ của cái việc là kết hôn khi còn quá trẻ thì rất là dễ xảy đến cái chuyện là tan vỡ. Vì là họ còn trẻ, họ chưa có cái sự nhẫn nhịn, chưa có cái sự bao dung dành cho nhau thì rất là khó để mà vượt qua những cái thử thách của cuộc sống gia đình. Phải chăng là chị rất là khó tính trong cái việc lựa chọn người bạn đời bên cạnh mình? Hân nghĩ rằng là một nhà thiết kế thì vốn sẵn họ đã khó tính rồi. Bởi vì là để cho ra đời một cái sản phẩm thì họ phải rất là cân nhắc trước cái việc là thêm cái này bớt chỗ kia. Và trong cái công việc nó là như vậy thì với cái chuyện riêng tư thì nó cũng như thế thôi. Nó vừa có một chút gì đấy khó tính, nó vừa có một chút gì đấy hơi e dè. Bởi vì là xung quanh bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy quá nhiều những cái cảnh gia đình, nhìn thấy quá nhiều những cái trường hợp mà có thể nói là nó không được may mắn, không được hạnh phúc trong cái việc mà kết hôn hay lập gia đình. Nên mình cũng có một cái chút gì đấy chậm và một chút gì đấy hơi sợ. Thế cho nên là thật sự là rất là muốn được cẩn thận trong cái việc mà lựa chọn một cái người bạn đời cho mình. Chia sẻ một chút là trong ngày trọng đại thì chị muốn là mình sẽ mặc một chiếc áo dài như thế nào và một chiếc váy cưới như thế nào ạ? Trong một cái ngày trọng đại nó thật là mình cũng chưa nghĩ đến. Thế nhưng mà mình cũng tạm mường tượng ra là mình sẽ sử dụng những cái chất liệu đến từ Việt Nam, ví dụ như là lụa chẳng hạn này, rồi sau đấy là những cái họa tiết mà nó cũng rất là Việt.
Bởi vì bản thân cái hình ảnh của mình từ đầu đến cuối là mình rất là gắn liền với văn hóa, với truyền thống của Việt Nam. Và bản thân mình khi mà đắm chìm trong những cái thế giới đấy thì mình cũng cảm thấy thật sự rất là yêu thích nó. Và mình mong muốn là cái đám cưới, cái hình ảnh của mình nó sẽ là một cái cô gái Hà Nội, một cái hình ảnh, một cô gái rất là Việt, với những cái họa tiết, hoa văn rất là Việt, với cái chất liệu cũng rất Việt luôn. Và câu hỏi cuối cùng là dự định trong thời gian tới của Hoa hậu Ngọc Hân là gì ạ? Và cái dự định trong cái thời gian tới của Hân thì đó là sẽ thiết kế thêm nhiều những cái bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Và cuối năm nay Hân sẽ cho ra đời một cái bộ áo dài có thể nói là rất là đặc biệt, lấy cảm hứng từ những cái gọi là câu ca dao tục ngữ của Việt Nam, để có thể cho ra đời một cái bộ sưu tập khá là hấp dẫn. Và Hân nghĩ là mọi người dù là người lớn hay là con nít nhìn sẽ đều rất là thích. Chị có dự định là mình sẽ tiếp tục thiết kế bộ áo váy cưới không? Thực ra váy cưới thì Hân chưa bao giờ thiết kế váy cưới cả. Mình mới chỉ thiết kế một số những cái đầm ngắn thôi. Ngắn và cảm giác là giống như là kiểu những khách mời mặc đi thì nó hợp lý hơn. Gọi là đầm cocktail, cocktail ngắn thôi, nhưng mà chưa bao giờ tự tay thiết kế một cái đầm cưới dài. Và Hân nghĩ rằng là biết đâu trong cái ngày trọng đại của mình thì mình sẽ thử sức xem sao. Rất cảm ơn Hoa hậu Ngọc Hân đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành công hơn nữa trong cuộc sống ạ.